Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Vaio mọi người. Màn hình siêu đẹp luôn, rất là đẹp, mịn băng luôn và màn đẹp không có lỗi làm gì hết trơn. Nhìn màn hình rất là thích mọi người. Ai khó tính mà nhìn cái màn hình này là mê luôn. Cái cấu hình nó là i5 Gen 7, RAM 8 và SSD 256GB. Màn đẹp không có lỗi làm gì hết nha mọi người, không tì vết. Rất là đẹp, sáng trưng luôn. Độ phân giải màn hình là Full HD nhưng mà chuẩn nội địa Nhật, mà đặc biệt là màn hình của dòng Vaio là nhìn rất là thích mọi người. Mịn, rõ ràng, đậm nét, siêu nhẹ 13.3 inch. Này thì nhẹ chỉ có 1 kg thôi mọi người. Và cái dòng Vaio lúc nào cũng chi tiết hết trơn á. LED phím rồi đầy đủ hết nè. Phím đẹp. Phần này nó cũng mỏng manh nữa mọi người, nhìn đẹp ha. Đây, góc cạnh là ok, mình có tặng mọi người dán phím quốc tế. Dán vào là gõ kiểu quốc tế ok. Nhưng bên trong này thì không có gì phải bàn hết trơn á. Rất là chất lượng. Ở bên ngoài đây, thường thường thì Vaio nó cũng hay bị bóng trầy nhiều. Con này là tương đối đẹp. Đây mình đang nói là đẹp là đối với mình đánh giá, còn nhiều khách có nhiều người khó tính thì không thấy đẹp, nhiều người dễ tính thì mình không nói rồi, tại vì là mình dựa trên cái tiêu chí là nó không có bị trầy xước hay là cứng móp gì hết, nhìn là mướt rượt luôn. Đó. Đây ha. Đây. Góc cạnh là ok. Đây mọi người. Như vậy là đẹp rồi, chữ Vaio không mờ không gì hết trơn, sáng bóng luôn. Bên này cái nẹp nhôm nó không có bị cứng hay là chày xước gì hết, còn nguyên đây. Máy là vô cùng chất lượng. Có HDMI, USB rồi đầy đủ hết. Ngõ đây là ngõ sạc nè. Rồi bên này là hai ngõ USB. Chỗ này thì nó hơi mòn nhẹ thôi, cái phần này thì nó hơi mòn nhẹ. Hầu hết máy nào cũng vậy, không ảnh hưởng gì nhiều. Sơn thôi mọi người. Máy thì hoạt động hoàn hảo từ đầu tới cuối. Con này nhược điểm của nó là pin nó thì tầm 2 giờ đổ lại thôi nha mọi người. Pin nó dưới 2 giờ, còn lại là ok hết. Máy kèm sạc zin, màn hình mọi thứ là ok hết từ đầu tới cuối. Và mình báo giá mọi người chỉ có 3 triệu rưỡi thôi, ai chốt thì inbox mình. Máy luôn luôn bao zin nên mọi người yên tâm về chất lượng nha. Có sao là mình view vậy, đẹp thì bán theo đẹp, xấu thì bán theo xấu. Bán theo tình trạng của máy và video nào cũng đều có báo giá hết. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình.